Rồi, hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm một cái biến cái tivi cũ thành một cái hồ cá nha. Đây là cái mặt trước của tivi nè. Là mình đã gỡ cái phần sau ra nha các bạn. Là cái phần sau mình là bỏ đi. Thì cái mặt trước thì mình lấy cái mặt của cái tivi lại kính này rất là dày nha các bạn. Xong đó mình dán thêm một mặt, hai mặt, ba mặt, bốn mặt, dán thêm bốn mặt nha mày, mà vừa phải thôi nha. Xong mình dán xong mình gấp cái này lại, giáp này nha các bạn. Đây nó có mấy con lồng đệm. Mình dán nó không được đẹp nha các bạn. Bạn nào khéo tay dán lại nha. Ngày đang dịch nên mình không có đi ngoài mua miếng dán. Miếng dán này là bạn mua miếng dán, dán này là rất đẹp. Rồi bây giờ mình vô nước nha các bạn. Ok chưa? Ok chưa? Vô nước cho mình chạy lọc khoảng từ đây chiều các bạn. Mình thả cá nha. Ok. Qua đây các bạn rất là đơn giản luôn.
tiếp luôn, cái tivi luôn. Chiều mình bắt con này, con tha, con thái chồng này lên nha. Nè, đánh đâu các bạn, làm cũng để bơm nước sụp mình về cái máy bơm kêu mình kia. Rồi đây này các bạn, mình set up xong nha, mình hơi chỉnh nha nè. Dịch đó mình không đi mua mấy cái kia đâu nha mày. Ok nha, rồi để chiều nước trong mình sẽ thả cá vô nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha, tại kết quả chiều nay nha. Nước nó trong nha các bạn, bây giờ mình sẽ bắt con cá lên. Yeah.